Cách trị hôi chân bằng kem đánh răng thuốc trị hôi chân hiệu quả. Thật sự bạn đang thắc mắc kem đánh răng trị được hôi chân. 15 phút hết hôi chân hoàn toàn nhờ kem đánh răng bạn đã thử chưa? Hãy cùng tìm hiểu để có cách đơn giản dễ dàng trị hôi chân tại nhà từ kem đánh răng. Tại sao kem đánh răng trị được hôi chân? Kem đánh răng có chứa một số hóa chất giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mùi. Đó là lý do kem đánh răng có thể làm giảm tình trạng gây hôi chân. Kem đánh răng còn chứa silica giúp hỗ trợ chống viêm. Và một hợp chất khác là bạ kỉnh soda giúp làm giảm lượng dầu trên da, nguyên nhân chính sinh ra mùi hôi. Bên cạnh đó, hương thơm từ kem đánh răng có thể làm lấn át đi đáng kể mùi hôi bốc ra từ bàn chân. Những cách trị hôi chân hiệu quả 1. Sử dụng kem đánh răng nguyên chất. Rửa sạch bàn chân, bạn dùng một chiếc khăn lau khô lại. Sau đó, dùng kem đánh răng bôi lên lòng bàn chân một lớp mỏng rồi chờ 15 phút cho khô lại. Rửa sạch với nước ấm và tiếp tục làm trong vòng 7 ngày, bạn sẽ thấy mùi hôi ở chân sẽ giảm dần và biến mất hẳn. 2. Cách trị hôi chân tận gốc bằng gừng kết hợp với kem đánh răng trị hôi chân hiệu quả. Một cách trị hôi chân tận gốc bằng kem đánh răng mà bạn không thể bỏ qua là sử dụng kem đánh răng kết hợp với gừng tươi. Bạn chỉ cần ép lấy nước cốt gừng trộn cùng kem đánh răng, dùng hỗn hợp này để thoa đều lên hai lòng bàn chân sau khi đã vệ sinh chân sạch sẽ. Sau khoảng 30 phút bạn rửa sạch lại chân bằng nước ấm. Thực hiện cách trị hôi chân tận gốc bằng kem đánh răng và gừng sẽ giúp đôi chân luôn thông thoáng, khử mùi rõ rệt. 3. Cách trị hôi chân bằng kem đánh răng và chanh. Kem đánh răng và chanh quả có thể sử dụng kết hợp để khử mùi hôi chân cực kỳ tốt, do chanh cũng là một nguyên liệu có tính diệt khuẩn cực kỳ hay và loại bỏ mùi hôi cực kỳ hay. Nhờ tinh chất chanh sẽ giúp tạo nên mùi hương dễ chịu át đi mùi hôi khó chịu ở trên. Dùng khoảng 3 thìa nước cốt chanh và 8 dê kem đánh răng, sau đó trộn đều và thoa lên lòng bàn chân và để khoảng 15 phút thì rửa lại với nước. Thực hiện thường xuyên ngày một lần để thấy hiệu quả từ phương pháp này. Cách trị hôi chân bằng kem đánh răng tuy có giảm bớt mùi hôi nhưng không thể điều trị bệnh hôi chân triệt để, bởi vì nó còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người, dùng nhiều mới khỏi được nên phải kiên trì mới có tác dụng. Nhà thuốc Trần Mười cũng gửi tới các bạn một loại thuốc đặc trị hôi chân đang được bán trên thị trường có tác dụng hiệu quả cho trị hôi chân. Đó là thuốc đặc trị hôi chân của Lương Y Yệ Trần Mười. Đây là loại thuốc với sự kết hợp giữa công thức bí truyền dân gian với các thảo dược thiên nhiên, rất an toàn cho người sử dụng. Thuốc có tác dụng rất tốt trong việc trị hôi chân, da mồ hôi chân. Bạn có thể tìm hiểu thêm và đặt mua tại đây.